Chúng ta sẽ cùng với thực hiện hai chị sẽ nói về lần thuật và chúng ta sẽ cùng tham dự kiến thức và chứng hôn trong nghệ cho hai chị. Cùng mời hai chị đứng ra giữa và xin mời hai người chứng đứng đằng sau hai chị. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu linh thánh trước mặt của giác viên của hội thánh và cộng đoàn. Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu cũ của các con và dùng bí tích mà là các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác nhau của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thanh khiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Đức và chị Maria San, các con đến đây để kết hôn với nhau, vậy các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Giê-va và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự hứng phận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn đi sự ứng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp ngoài người không được phân ly nào ta chung cùng Chúa. Sau đây sẽ làm phép nhẫn cho anh chị là cho nhau đây là dấu chỉ tình yêu mà chúng ta trao cho nhau trong ngày hôm nay. Chúng ta cố gắng ta giữ cái chiếc nhẫn này trong suốt của chúng ta từ khi ta xảy ra hoạn nạn ốm đau, chúng ta có thể sử dụng chiếc nhẫn này để cứu sinh mạng chúng ta. Còn chúng ta cố gắng ta đeo nó hàng ngày để nhắc nhở nhau chúng ta là những người đã có sự ràng buộc và chúng ta có trách nhiệm đối với người chồng của mình, trách nhiệm đối với người vợ của mình. Và khi cái hôn nhân này bây giờ vàng thôi, nhưng mà sau này một vài năm nữa da vàng trắng thì có rồi, kim cương bao nhiêu gara thứ mà không giá trị bằng cái đôi nhẫn ra sau trong ngày hôm nay về chị của ta giữ cái bằng chứng này giữ chị tình yêu và tìm Chúa trước mặt. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen.
xin làm ra một tràng tay để chúc mừng cho gia đình và xin hai chị ra.